Thưa quý vị, sau thời gian dài hoạt động thông thường, các tuyến xe buýt Đà Nẵng đi các địa phương tỉnh Quảng Nam đã ngừng hoạt động trong thời gian gần đây, đã gây tiếc nuối cho đông đảo người dân hai địa phương. Việc tổ chức lại các tuyến xe buýt Đà Nẵng và các địa phương Quảng Nam đang trở thành mong muốn của nhiều người dân trong khu vực. Việc điều chỉnh 5 tuyến xe buýt Đà Nẵng đến các địa phương liền kề của tỉnh Quảng Nam ra khỏi trung tâm thành phố đã được Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng thông qua tại Nghị quyết số 309 ngày 8 tháng 7 năm 2020. Theo đó, một trong những lý do của việc điều chỉnh này là xe buýt trên tuyến không đảm bảo chất lượng hoạt động, đời xe quá cũ kỹ, trong khu vực nội đô lái xe phóng nhanh vượt ẩu, dừng đón khách không đúng nơi quy định, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, gây bức xúc trong nhân dân. Việc dừng tạm thời để điều chỉnh lại tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã làm hành khách đi trên tuyến này hụt hẳn. Vừa qua thì tôi thấy xe buýt tự nhiên nó nghỉ mất. Mà công việc của tôi thì sáng đi chiều về, nhưng mà giờ đi xe thì coi như đi xe mấy xe kia thì tiền tôi không có đủ để tôi đi làm. Thì kính mong các cấp chính quyền có tạo điều kiện để cho anh em tụi tôi có việc làm ở Đà Nẵng để đi lại thường xuyên để bớt tiền lại. Vừa rồi thì không biết như thế nào. Hơi tỉnh thống nhất xe với giả tới bên xe đang làm nhưng gây cái trở ngại rất lớn cho người dân, rất tội nghiệp cho những người thu nhập thấp, những người sinh viên họ không có tiền họ đi, còn bây giờ có phương tiện chỉ có là xe buýt bèo, như vậy là giá 50 ngàn, nếu có xe buýt thì giá chỉ khoảng từ 35-40 ngàn thì rất là thuận lợi cho người dân đi lại. Trước nhu cầu của đông đảo người dân hai địa phương, về phía thành phố Đà Nẵng, Sở Giao thông Vận tải thành phố đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân thành phố nhằm sớm khôi phục lại các tuyến xe buýt Đà Nẵng - Quảng Nam. Hiện nay thì hai địa phương cũng đang phối hợp với nhau để mà xây dựng các tuyến xe buýt kết nối, đảm bảo được cái chất lượng dịch vụ theo yêu cầu. Cho phép là các doanh nghiệp được hoạt động lại thì các doanh nghiệp sẽ nhanh chóng phục đưa hết toàn bộ xe mới 100% để phục vụ nhân dân. Và diện tích của chiếc xe nó sẽ nhỏ lại. Với cái trước đây thì phục vụ là xe B50, nhưng mà doanh nghiệp thì sẽ đưa lại cái B40 đầy đủ, là phục vụ có máy lạnh đầy đủ đáp ứng nhu cầu người dân đi lại. Nhu cầu đi lại bằng xe buýt đang trở thành nhu cầu cần thiết của đông đảo người dân có thu nhập thấp. Đồng thời, đây cũng đang là xu hướng tất yếu trong tổ chức giao thông, ưu tiên hàng đầu các loại hình giao thông công cộng bằng xe buýt đối với các đô thị lớn.